phơi nắng thì có hai cách, một là cái cách cởi quần da, em quần quần da cách là phơi ướt bội cho nó quần bội cho mấy em ra bội nha, ra bội tắm nắng bơi vào mọi người ở đây ha. Mấy chục bội ha. Ra mình cho mấy em vô bội. Bạn đang cho mấy em ra đây. Coi gì đây. Không cái điện này nó xè dữ ta. Không cái điện nè. Đậy nhẹ lên cái để cho nó có chỗ trốn, hồi nữa nó nóng đây. Nó trốn trên nửa mát nửa nắng vậy đó. Không có hóc gà mình bưng vô không kịp cũng không sao, có đồ chơi đồ đậy hết à. Mới vô thì chưa có quen lắm, mình chưa chạy, mấy em mà đã chạy lâu rồi thì chạy rất là tốt nha, vô là cắm đầu chạy thôi. Mấy em mà mới vô chưa chạy được nhiều lần thì nó cũng không biết cách chạy, nó chỉ đi nhẹ nhẹ thôi. Mình cũng phải qua sự tập luyện rồi nó mới chạy chứ, phải nó vô rồi biết chạy. Thả vào và qua dài 3 ngày thì nó sẽ quen được cái thăng bằng à. À, mới đầu nó đi bộ đó, khi quen rồi nó chạy vào nó đi từng bước nó sẽ quen cái thăng bằng, lúc lắc rồi nó sẽ khi mới vô nè thì nó không có biết chạy, nó ngồi sợ cái lòng nó lúc lắc đó. Chúng ta có thể để con ngoài để cho nó cạch nhau cái là nó sẽ chạy. Mệt thì đứng.
chạy chuồng nào nó chạy chuồng chuồng tròn thì chúng ta phải canh chừng nha, mà chạy hồi nó không chịu nổi nó sẽ xỉu nha. Tiếp tục cho anh cặp tiếp. Những cái vàng chuộng vàng đổi mấy chục sáng đưa ra thôi cho nó bư vào, xong rồi đầu chúng ta vô tắm rửa nghỉ ngơi, kệ nó đậy ăn nữa đây rồi nó tự biết không anh. Có chút xíu ở trong đó rồi anh tự núp vô chứ mình phơi nắng mình che lại hết rồi đâu ấy. Ai vô đó đi rồi nó tự nó mát được bên nào nó chui vô bên đó, nào nóng nó núp.